Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh được yêu cầu bình luận về thông tin Triều Tiên đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng giao thông biên giới với Hàn Quốc. Bà Mao cho biết, là một nước láng giềng, Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc. Người phát ngôn nhấn mạnh Căng thẳng gia tăng không có lợi cho tất cả các bên, nên việc ngăn chặn tình hình gia tăng là ưu tiên hàng đầu. Bà Mao nói, Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo. Lập trường của Bắc Kinh về việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên bán đảo bằng biện pháp chính trị vẫn không thay đổi, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ phối hợp để đạt được mục tiêu. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh xem việc ngăn chặn tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên là vấn đề quan trọng phát biểu trong một cuộc họp báo phó tránh văn phòng nội các nhật bản Kazuhiro aoki nói rằng những động thái của triều tiên liên quan đến việc phá đường bộ và đường sắt có thể làm gia tăng căng thẳng giữa liên triều và điều quan trọng là cần nỗ lực để không làm tình hình gia tăng leo thang và gia tăng căng thẳng ông aoki nói thêm rằng chính phủ nhật bản sẽ làm hết sức mình để thu thập phân tích và theo dõi thông tin cần thiết về những diễn biến trong tương lai ở triều tiên Động thái của Bắc Kinh và Tokyo được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường Liên Triều ở phía bắc đường phân giới quân sự. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên mới đây đưa tin, các tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc hiện đã bị chặn hoàn toàn sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường Liên Triều. Triều Tiên đã chỉ định Hàn Quốc là quốc gia thù địch sau khi Quốc hội sửa đổi hiến pháp. Theo đó, Bình Nhưỡng gọi việc cho nổ tung các tuyến đường biên giới này là hành động hợp pháp KCNA thông tin các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60m ở biên giới hiện đã bị chặn hoàn toàn trong hoạt động phân tách theo từng giai đoạn lãnh thổ của Triều Tiên với Hàn Quốc. Bản tin của KCNA nêu rõ, đây là một biện pháp tất yếu và hợp pháp được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia thù địch. Hãng tin nhà nước Triều Tiên cũng dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết Bình Nhưỡng sẽ thực hiện các bước tiếp theo để củng cố vững chắc biên giới phía Nam. Trước đó, hồi tháng 1, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi sửa đổi hiến pháp, trong đó xóa bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc và xác định rõ ràng biên giới lãnh thổ của Triều Tiên. Tuần trước, Hội đồng Nhân dân Tối cao của Triều Tiên đã họp trong 2 ngày về vấn đề sửa đổi hiến pháp để chính thức xác định Hàn Quốc là một quốc gia riêng biệt và là kẻ thù chính. Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa đưa tin về kết quả cụ thể của cuộc họp này. Hàn Quốc tuyên bố chính sách tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất nhưng sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động gây hấn nào căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã leo thang kể từ năm 2023 khi cả hai bên tuyên bố thỏa thuận được ký kết hồi năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự không còn hiệu lực. Trong những ngày gần đây, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận nước này và tuyên bố sẽ trả đũa. Hàn Quốc không phủ nhận hay xác nhận đứng sau vụ việc. Hồi đầu tháng 10, hãng thông tấn John Hap đưa tin, phát biểu trong buổi nói chuyện ở Singapore do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức, Tổng thống Jun Sự riêng khẳng định mỹ là đồng minh duy nhất hỗ trợ đáng kể trong việc bảo vệ sự tự do của chúng tôi trong bối cảnh triều tiên cho nổ tung các tuyến đường nối với hàn quốc vốn từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều mặc dù quân đội hàn quốc không bị thiệt hại nào và đáp trả bằng cách nổ súng về phía nam đường phân định quân sự mdl như một biện pháp tự vệ và như một lời cảnh báo đối với các hành vi có khả năng vi phạm hiệp định đình chiến tuy nhiên phía Hàn Quốc tỏ ra lo ngại về động thái này và đang phối hợp với lực lượng quân đội Mỹ theo dõi sát tình hình để có những phản ứng kịp thời trong trường hợp cần thiết. Được biết, Mỹ và Hàn Quốc mới đây đã hoàn tất đàm phán về thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng có tên gọi Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt SMA có hiệu lực đến năm 2030. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trong một cuộc phỏng vấn với câu lạc bộ kinh tế Chicago ở Bloomberg News ở Chicago ngày 15 tháng 10. Nếu tôi ở đó, họ sẽ trả cho chúng tôi 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, và bạn biết gì không, họ sẽ rất vui khi làm điều này, đó là một cỗ máy kiếm tiền, Hàn Quốc. Ông Trump cũng đề cập đến quá trình đàm phán SMA khó khăn với Hàn Quốc khi còn đương nhiệm, cho biết khi đó ông đã yêu cầu Hàn Quốc trả 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ông Trump nói, chúng tôi có 40.000 binh sĩ đang gặp nguy hiểm, rất nghiêm trọng, bởi vì Hàn Quốc phải đối mặt với một Triều Tiên có sức mạnh hạt nhân cực lớn. Tôi đã nói với Hàn Quốc rằng các vị phải trả tiền và họ đã đồng ý, nhưng ông Biden sau đó đã cắt giảm số tiền xuống từ năm 1991, Seoul đã gánh một phần chi phí theo SMA phục vụ việc duy trì lực lượng quân sự Mỹ ở Hàn Quốc, xây dựng cơ sở quân sự và các hỗ trợ hậu cần khác. Mỹ hiện còn khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc, một quốc gia đồng minh ở châu Á. Việc Triều Tiên phá hủy các tuyến đường liên triều không tạo ra nhiều khác biệt vì chúng đã không được sử dụng trong nhiều năm. Tuy nhiên, hành động này mang theo một thông điệp leo thang rất rõ ràng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án vụ việc cho rằng hành động này cực kỳ bất thường, vi phạm rõ ràng các thỏa thuận liên triều trước đây. Trong khi các chuyên gia chỉ ra những tuyến đường trên đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng giờ đây, việc Triều Tiên phá hủy chúng sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng không còn sẵn sàng đàm phán với Seoul nữa. Các chuyên gia đánh giá, Triều Tiên cũng có thể đang tìm cách dựng thêm nhiều rào cản dọc biên giới và các vụ nổ mới nhất có thể là công tác chuẩn bị. Thời gian qua, Bình Nhưỡng đã thực hiện các bước để cắt đứt quan hệ liên triều, xác định lại Hàn Quốc là quốc gia thù địch kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù chính trong năm nay và thừa nhận việc thống nhất không còn khả thi nữa. Trong diễn biến mới nhất, KCNA thông báo khoảng 1,4 triệu thanh niên, gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên, đã xin gia nhập hoặc quay trở lại lực lượng quân đội Triều Tiên trong tuần qua. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin. Những thanh niên này quyết tâm tham gia cuộc chiến thiêng liêng, hạ gục đối thủ bằng vũ khí cách mạng. Bản tin của KCNA cho biết, nếu chiến tranh nổ ra, Hàn Quốc sẽ bị xóa khỏi bản đồ. Vì họ muốn chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng chấm dứt sự tồn tại của họ. Triều Tiên trước đây đã đưa ra những tuyên bố tương tự về những người trẻ tuổi nô nức nhập ngũ vào thời điểm căng thẳng gia tăng, mặc dù những tuyên bố như vậy từ quốc gia biệt lập này rất khó để xác minh. tờ Business Insider Mỹ đưa tin, một video mới từ phản ứng của Đài Loan Trung Quốc đối với các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh trong tuần này cho thấy một máy bay chiến đấu J-15 cất cánh từ tàu sân bay của Trung Quốc đã xuất hiện trong kinh ngắm bắn tỉa trên một tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Đài Loan, cuộc tập trận của Bắc Kinh được gọi là Liên hợp lợi kiếm 2024B đã chứng kiến số lượng máy bay Trung Quốc bay quanh đảo Đài Loan đạt mức kỷ lục. Đơn vị thông tấn quân sự Đài Loan một bộ phận của lực lượng phòng vệ trên đảo mới đây đã công bố video. trong video này, một tiêm kích F-16 của Đài Loan đã sử dụng hệ thống kính ngắm bắn tỉa của mình để theo dõi một chiếc J-15 của Trung Quốc, có lẽ là cất cánh từ tàu sân bay tham gia vào các cuộc tập trận của Bắc Kinh. Hệ thống kính ngắm bắn tỉa tiên tiến Sniper Advanced Targeting Pod trên tiêm kích F-16 do hãng Lockheed Martin Mỹ phát triển là một thiết bị cho phép máy bay phát hiện và theo dõi mục tiêu. Lockheed Martin mô tả hệ thống kinh ngắm bắn tỉa này là một hệ thống nhẹ cân có khả năng giải quyết các nhiệm vụ nhắm mục tiêu chính xác và tình báo, giám sát và trinh sát thách thức nhất. Trong video, F-16 đã khóa chặt J-15 trong tầm ngắm khi chiếc máy bay Trung Quốc bay trên bầu trời. J-15 thế hệ thứ tư là máy bay chiến đấu đa năng có nguồn gốc từ mẫu tiêm kích Su-33 của Nga, hoạt động như một máy bay trên tàu sân bay. Trung Quốc đang nghiên cứu mẫu máy bay thế hệ tiếp theo, nhưng hiện tại, Xenian J-15 là máy bay chiến đấu chính cho các phi đội trên tàu sân bay của Trung Quốc. Trong bản cập nhật hàng ngày về hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan hôm 15 tháng 10, cơ quan phòng vệ Đài Loan nói đã phát hiện 153 máy bay quân sự, vượt qua con số trước đó là 125 máy bay một ngày. Một bản đồ do cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố cho thấy, 28 trong số những máy bay trên đã vượt qua đường trung tuyến nhạy cảm trên eo biển Đài Loan. Những khu vực khác đã ghi nhận hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc là vùng biển gần bờ biển phía đông nam, Nơi có một căn cứ không quân lớn của Đài Loan và ở phía tây nam, tại phần trên cùng của biển Đông, nơi có quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thêm là đã phát hiện 14 tàu hải quân Trung Quốc và 12 tàu thuộc lực lượng hải cảnh và những lực lượng tương tự của Trung Quốc.